Nhằm trừng trị kẻ phạm tội và tuyên truyền giáo dục pháp luật rộng rãi đến nhân dân, ngày 8 tháng 5 năm 2019, tại thị trấn Ân Thi, Tòa án Nhân dân huyện Ân Thi đã tổ chức xét xử lưu động hai vụ án hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ thứ nhất xét xử bị cáo Vũ Việt Dũng sinh năm 1986, quê quán thôn Bình Trì, thị trấn Ân Thi và bị cáo Từ Văn Tú sinh năm 1995, quê quán thôn Đào Xá, xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động. Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ 15 phút tại khu vực Nghĩa Trang thôn Đỗ Hạ, xã Quang Vinh, Vũ Việt Dũng và Từ Văn Tú đã có hành vi cất giấu trái phép một gói heroin có khối lượng 1,223 gram với mục đích là cùng nhau sử dụng trái phép thì bị công an huyện Ân Thi bắt quả tang. Vụ thứ hai, xét xử bị cáo Trần Xuân Biển, sinh năm 1998, quê quán khu Vô Hối, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ ngày 9 tháng 1 năm 2019 tại khu vực ngã ba thôn Đa Lộc, xã Đa Lộc, huyện Ân Thi, Trần Xuân Biển có hành vi cất giấu tàng trữ trái phép một gói ma túy loại methamphetamine có khối lượng 25,674 gram với mục đích để sử dụng thì bị phát hiện bắt quả tang. Cả ba bị cáo đều bị truy tố với tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy theo quy định tại khoản 1 và khoản 2, điều 294 Bộ Luật Hình Sự. Kết thúc phiên tòa, bị cáo Vũ Việt Dũng bị tòa tuyên án 2 năm 6 tháng tù, bị cáo Từ Văn Tú phạt 2 năm tù giam và bị cáo Trần Văn Biển bị tuyên án 7 năm 6 tháng tù giam.